trưởng phòng khảo thí khẳng định phó giám đốc sở đưa danh sách 13 thí sinh nhờ nâng điểm. Sáng 16 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang nối tiếp phiên sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 với phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Hoài, nguyên trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo. Trước đó, buổi chiều 15 tháng 10, bị cáo Triệu Thị Chính không đồng ý vào cáo trạng truy tố bà này về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, lao lý tại Điều 358 Bộ Luật Hình sự. Bị cáo Chính khẳng định lại, bà chỉ nhờ bị cáo Hoài xem giúp điểm môn ngữ văn và không nhờ nâng điểm cho bất cứ một thí sinh nào. Toàn cảnh phiên xử sáng sổ nay. Ảnh Hoàng Cư. Sáng hôm nay trong phần khai báo trước hội đồng xét xử, Nguyễn Thanh Hoài đối tiếp khẳng định những lời khai của mình với cơ quan điều tra là đúng, ông nói bản thân luôn tôn trọng sự thật. Liên quan đến việc bị cáo Chính nói chỉ đưa danh sách 13 thí sinh nhờ Hoài xem điểm chứ không nhờ nâng điểm, bị cáo Hoài một lần nữa tái khẳng định bản thân được bà Chính đưa danh sách để nhờ nâng điểm, không phải xem điểm. Sau phần trả lời của Nguyễn Thanh Hoài, hội đồng xét xử hỏi ông Nguyễn Thế Bình, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang về những lời khai của các bị cáo kể từ đầu phiên tòa đến nay có khách quan và đúng đắn không? Ông Bình nói, về góc độ chuyên môn, quy trình làm việc ông cho rằng các bị cáo đều thuyết trình thống nhất và chính xác. Về góc độ là đồng nghiệp, ông không đủ tài liệu dạy tấn công lạnh lẽo các hành vi cụ thể. Ông Bình nói, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan Bình an điều tra công an tỉnh Hà Giang đã thu cục bộ các tài liệu bài thi, thiết bị chấm thi về trụ sở công an tỉnh. Dường như còn một số thiết bị máy tính, vật dụng cá nhân của các bị cáo. Bị cáo Triệu Thị Chính. Ảnh Hoàng Cư. Cũng trong phần xét hỏi, 5 người làm chứng tại tòa, khi hội đồng xét xử hỏi họ đều trả lời rằng chỉ nhờ các bị cáo nhờ xem điểm, giúp đỡ, chứ không nhờ nâng điểm. Tuy nhiên, trong số những nhân chứng này có bà Xuân Hương khai trước cơ quan điều tra rằng bản thân đã nhờ bị cáo Triệu Thị Chính nâng điểm cho con gái, nhưng hôm nay trước tòa bà Hương lại khẳng định chỉ nhờ bị cáo Chính xem điểm. Luật sư Hoàng Văn Hướng đặt câu hỏi với bà Xuân Hương tại buộc khai báo, bà đã nhờ thân chủ tôi tức bà Chính phóng viên, nhờ xem điểm, nhưng tại cơ quan điều tra là nhờ nâng điểm. Bà Xuân Hương một lần nữa trả lời đúng. Nguyên giám đốc Sở Giáo dục Hà Giang không ăn nổi cơm. Tại phiên tòa sáng sủa này, ông Vũ Văn Sử, nguyên giám đốc Sở Lạnh Lẽo Dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, có mặt với tư cách là người làm chứng, ông Sử thừa nhận đã chuyển danh sách 3 thí sinh cho bị cáo Triệu Thị Chính. Trong số 3 thí sinh, ông Sử đưa có một nữ thí sinh có bố qua đời trước ngày thi trước tiên nên khi đưa thông tin thí sinh này cho bà Chính, ông Sử nhắn nhủ nữ thuộc cấp xem xét, chú ý nếu đỗ tốt nghiệp thì tốt, nếu không thì ta nên đưa vào danh sách xét đặc cách. Với 2 thí sinh còn lại, ông Sử cũng nhận thông tin và chuyển cho bà Chính nhưng với lời nhắn xem hộ nhé, ngoài ra không còn gì thêm. Ông Vũ Văn Sử trả lời hội đồng xét xử. Ảnh chụp qua màn hình TV tại tòa. Khi chủ tọa truy vấn ông phát hiện sai phạm gì trong kỳ thi năm 2018 và đã xử lý ra sao? Cựu giám đốc Sở trả lời, sau khi phát hiện một trong 2 ổ khóa phòng nơi chứa bài thi đã bị mở, ông lập tức nhờ người đi tìm Nguyễn Thanh Hoài nhưng không tìm được. Sau đó, kiểm tra camera bình an, ông Sử phát hiện Vũ Trọng Lương đã giật tờ niêm phong và mở ổ khóa, bê cây máy tính ra ngoài. Tôi thấy sự việc nghiêm trọng nên không ăn nổi cơm, tôi đi tìm Lương nhưng cũng không tìm thấy, cựu Lạnh Lẽo Đốc nói và giải bày đêm hôm đó, ông ta dùng cả thuốc an thần nhưng cũng không ngủ được. Trước hội đồng xét xử, ông Vũ Văn Sử thừa nhận sai phạm và khẳng định bản thân đã nhận nghĩa vụ với cơ quan cao nhất là Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng nhận kỷ luật, cựu giám đốc Sở nói. Chúng tôi sẽ nối tiếp thông tin tình tiết phiên tòa trong buổi chiều nay. Theo cáo trạng, trong kỳ thi Trung học Phổ thông Tổ quốc 2018, Nguyễn Thanh Hoài đã bàn bạc, thống nhất rồi đưa danh sách 93 thí sinh cho Vũ Trọng Lương sửa hậu quả bài thi để nâng điểm. Dường như, Lương còn trực tiếp nhận nâng điểm cho 14 thí sinh khác. Sau đó, một mình vị phó trưởng phòng khảo thí đã sửa hậu quả 309 bài thi các môn để nâng điểm cho 107 thí sinh. Bị can Phạm Văn Khuôn đã cung ứng thông tin của con ông này để nhờ Nguyễn Thanh Hoài nâng thêm 13,3 điểm.
cựu công an Lê Thị Dung có mối quan hệ quen biết nên nhờ bị can Hoài nâng điểm cho 20 thí sinh. Sau đó, 20 em này đều được nâng điểm. Riêng bị can Triệu Thị Chính bị cáo buộc không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao và chuyển danh sách 13 thí sinh cho Nguyễn Thanh Hoài nhờ nâng và xem điểm thi. Cơ quan điều tra không thu thập được chứng cứ chứng minh có vụ lợi hay tiền bạc trong vụ án. Công an cũng đấu tranh với gia đình các thí sinh nhưng không ai khai nhận đưa tiền hay vật chất để nhờ nâng điểm. Bên cạnh đó, hai bị can Hoài và Lương cũng không thừa nhận mà chỉ giúp nâng điểm do quen biết, gia mê thủ bè, người thân. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định được 210 người là bố, mẹ của 107 thí sinh được nâng điểm. Căn cứ lời khai, cơ quan điều tra đã đề xuất Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang điều khiển xử lý những phụ huynh này theo lao lý.